ăn luôn. Trứng này để trứng. Không. Cảnh các bạn đang xem là các anh em ở trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã vừa giải thoát cho một cô TT khỏi lưỡi hái tử thần. Trong tình trạng sợ hãi, tỉa đái đầy mình. Nếu phát hiện TT bị quảng cáo và bán ở trên mạng hay vận chuyển, nuôi nhốt trái phép, hãy thông báo đến cơ quan chức năng địa phương gần đó nha. Đường dây nóng là 1800 1522, hay gọi cho Sao Việt Nam Webline 0229 3848 053, hoặc cũng có thể gọi cho Tuyên 0909 233 501. Đã có rất nhiều số phone liên hệ cần thiết cho bạn, nên hãy cùng hành động vì động vật hoang dã nhé. Tuyên có thể tạo nên sự thay đổi thì các bạn cũng vậy.